mình lọc cái dừa vô mình làm bánh. Hên mình đập cái dừa nó ngay luôn, đập cái dừa ngay gì dễ nạo hay bật thai gì mình cũng dễ nữa. Còn cái dừa mà nó không ngay nó khó nạo. Mình là xin chào cả nhà. À, bữa nay á, mình sẽ làm cái món bánh da lợn chuối. Hôm bữa mình thấy chị hai mình bằng bánh da lợn chuối ngon lắm. Bữa nay mình bằng bánh da lợn chuối ăn. Đây là mình có bột nè. Đây mình làm bột năng với bột gạo. Cái phần này là phần bột nước cốt dừa. Còn bên đây là phần bột của chuối. Phần bột của chuối thì mình làm 200g bột, làm 100g bột năng và 100g bột gạo. Ở bên đây thì mình làm cái phần bột nước cốt dừa thì mình làm 200g bột năng và 100g bột gạo. Đây là chuối, nửa ký chuối. Còn đây là mình dừa mình nạo ra rồi. Giờ mình cho cái phần nước cốt dừa, nước bột không nè. Cái phần mà bột mà mình vô chuối á thì mình cho vô đây, vô cái phần bột ít. Còn cái phần bột nhiều á thì mình để làm nước cốt dừa. Bây giờ mình có chuối vô nữa thì mình làm bột hơi ít một chút. Giờ mình cho vô đây đường nè, 100g đường. Bởi vì chuối ngọt rồi cho nên mình không có, nhưng mà một muỗng muối nhỏ. Mình cho bên cái phần nước cốt dừa thì cũng một muỗng muối nhỏ. Giờ mình cho nước vô cái phần chuối nè. Phần chuối thì mình không có để nước cốt. Mình vẩy ra từ từ cho nó tan đều ra. Vậy cho nó đều ra. À, đều ra. Trong bột này thì mình cho 200ml nước nè, với 200g bột nè. Rồi mình làm hơi đặc đặc một chút xíu, tại vì cái này mình còn để chuối vô nữa. Cho nên bột mình nó hơi đặc một chút. Bột chuối vô nó vừa, giờ mình đây bột để cho bột mình nó mịn ha. Ơi, đợi. Rồi con chào ông bà đi. Nội làm đổ nước con chắc. Giờ mình dắt nó có chi rồi. Mình chế vô đây 300ml nước cốt dừa nè. Yêu lúc cùa. Thôi yêu lúc cùa. Yêu lúc cùa. Đột mình tan hết thì giờ mình rây cho nó mạnh. Ơi lại. Ơi. Ta ba. Thì mình rây bột. Giờ mình sắc chuối mình để vô bột. Không có rẻ được. Này mình làm bằng chuối xiêm. Chuối xiêm ngon dữ lắm. Có gì con cá.
Chuối này mình làm chuối sim đen nè, cho nên tông cái ruột nó đỏ ao à. Ủa ăn con ghẹ ao. Giờ mình cho chuối vô cối mình xay. Mình xay hai lần. Ấm ơi. Chuối mình xay những nhừ rồi. Thì mình thay dầu với cái sỉnh này. Thì mình cho với cái sỉnh, cái lớp lá chuối. Để hồi nó mình lấy bánh ra, nó không có dính ở với cái ít sỉnh. Mình cho vô cái nồi nước của mình hấp bánh nè, nước lá dứa để cho hồi bánh mình nó thơm. Mình lót vô chuẩn bị mình hấp bánh. Nóng lửa lên chuẩn bị hấp bánh. Ở đây thì mình làm cơm luộc để mình làm cơm khô cho chị gái Mỹ. Giờ mình để cái sỉnh vô nè, hấp cho nóng sỉnh. Nước sợi lên mình chế bột chứ. Giờ cái lớp nước cốt dừa mình có tính nè. Giờ mình cho cái lớp chuối vô. Lớp chuối thì mình cho nó dậy hơn cái lớp nước cốt dừa. Cho 3 giáp. Tiếp lớp bột nước cốt dừa. Bánh mình chín rồi nè, thơm lá dứa ghê luôn. Mình để lá dứa ở dưới cái mình hấp á. Ở trên thì mình đổ cái lớp màu nước cốt nè. Bánh của mình nguội rồi nè, giờ mình lấy bánh ra. Để mình lấy vòng vòng cái này cho nó không có dính. Rồi mình lấy ra cho ăn. Lót luôn lá chuối ở dưới cái nó không có dính cái sỉnh. Giờ mình ập qua thử qua cái này đang cắt. Bánh dừa lợn chuối rồi. Không bại chuối. Cái gì? Không bại chuối hết. Yeah.
bánh chuối da lợn của mình hấp xong hết rồi. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn bánh chuối da lợn của mình cho vui nha. Này mình gỡ ra từng lớp luôn. Bánh này thì mình khỏi ăn nước cốt, tại vì cái lớp này nước cốt của mình là mình làm béo đó. Này là màu chuối tự nhiên của mình, là mình không có để màu gì thêm nữa. Chuối thì ngọt, còn cái lớp màu trắng thì nó béo. Xin chào cả nhà, mời cả nhà cùng ăn bánh chuối mình. Xin chào cả nhà. Chuối ngọt bột béo. Mời cả nhà cùng ăn bánh chuối. Dẻ đẹp quá ha. Mình làm cái lượng nước này vừa bột vừa nước vừa cái dễ ăn. Cái chuối mình thay cái gì nó cũng nhuyễn mịn, cái đường cũng vừa ăn. Bánh mì ngon thật chứ. Mình làm gì cũng như mình làm bánh da lợn. Bây giờ mình làm bánh da lợn đậu xanh. Đậu xanh thì mình ăn hoài nó cũng ngán rồi. Cái mình làm bánh da lợn chuối ăn cũng ngon. Cái lớp bột này thì giống bánh da lợn kia, bánh da lợn đậu xanh. Bây giờ bánh chuối mình hầm chấm nước cốt. Này thì mình làm gì khỏi chấm nước cốt. Này thì mình làm mình để màu vô nữa thì nó nổi đẹp lắm. Nhưng mà mình làm mình muốn để nguyên cái màu của chuối á, cho mình không có để màu gì thêm nữa. Béo quá nè, béo ngon vậy được. Mà cái chuối thì ngon. Cái gì đó mà không lấy gì vậy? Không bánh. Cái bánh cho tổng ăn. Đó mình ăn nữa. Mà chiều qua mình hấp rồi thì nó cũng tối rồi. Có rồi bánh này mình để nguội mình mới ăn ngon. Mình để nguội sáng nay mình mới ăn. Mình ăn sáng luôn mình thôi. Bột dẻo dai ngon lắm. Cái lớp bột màu trắng này ăn nó béo. Bây giờ ra thêm cái lớp chuối, tại vì có chuối rồi tổng thì nó ít cái giống như là cái lớp đậu xanh vậy. Bây giờ là cái lớp mà có chuối. Lâu lâu mình thay đổi khẩu vị, mình làm bánh da lợn chuối này ăn ngon lắm các bạn. À, các bạn nào mà chưa có làm bánh da lợn chuối này thì làm giống như mình thử coi ăn ngon lắm. Để mình làm bánh da lợn đậu xanh hoài thì mình nay mình thay đổi. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn xem clip vui tươi, mạnh khỏe và hạnh phúc. Nếu như các chị thấy thích và hay, nhớ like và chia sẻ ủng hộ cho kênh Mười Ấy Miền Tây. Và bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.